Fury View Phim xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một bộ phim cực hay vừa được ra mắt. Đó là câu chuyện về một cô gái có ước muốn chấm dứt thời đại hải tặc để mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Bởi vì cô gái ấy đã thấy quá nhiều hoàn cảnh bi thương do đám hải tặc tàn ác gây ra, và cô gái đó chính là ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới, Uta. Hôm nay cũng chính là buổi biểu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của cô nàng. Rất nhanh Uta đã có mặt trên sân khấu lớn nhất thế giới, đó cũng chính là quốc gia âm nhạc Elegia, khi người đẹp vừa cất tiếng hát đã khiến khán đài bùng nổ. Giọng hát như mềm như sai làm cho tất cả mọi người có cảm giác như bước đến thiên đường. Còn những người nghe nhạc qua TV cũng bị hấp mất linh hồn lúc nào không hay biết, trong đó có cả băng mũ rơm. Cô vui lớn như thế này thì đương nhiên không thể thiếu được các thanh niên cả chớ nhà ta, và ngạc nhiên hơn là thanh niên đầu đất gốc Phi cũng yêu âm nhạc từ lúc nào không biết. Bên trong vương quốc, một người đàn ông cũng đang nhìn về phía khán đài, tuy nhiên vẻ mặt của ông ta lại hiện lên sự lo lắng. Khi Uta hát xong thì Luffy lại đu tay như người nhện tiến lại gần. Cứ tưởng thanh niên cao su muốn bú phem Uta, nhưng bất ngờ là hai người họ đã quen biết nhau từ trước. Uta cũng nhận ra thằng bạn chí cốt nên tiến đến ôm một cái. Điều này khiến toàn bộ khán đài ngơ ngác. Thông qua chiếc mũ rơm, tất cả đã biết được thân phận ngũ hoàng của Luffy. Còn các thành viên trong băng đều chửi rủa thuyền trưởng vì đã quen biết từ trước nhưng lại không giới thiệu idol cho mình. Nghe vậy Luffy liền đáp mình mới nhận ra Uta, cô ấy là con gái của xanh tóc đỏ. Đúng lúc này một đám hải tặc chưa trải sự đời tiến đến bắt cóc Uta. Một tên trong số chúng đưa kiếm lên múa ra su thì bị một thiên thạch va vào đầu. Quả thiên thạch đó chính là hai đứa con của Big Mom, lần lượt là Blue cùng Owen. Cả hai muốn bắt Uta về để mẹ mình xem hát live hàng ngày. Thấy tim địch quá đông bên băng mũ rơm liền tiến lên sân khấu trợ giúp cho thuyền trưởng một tay. Hai bên bắt đầu giao cấu nhẹ. Tuy nhiên đám Texiu này quá yếu nên đã bị ăn đòn sấp mặt. Chỉ có hai anh em Owen và Blue là được tính vào dạng trâu bò. Còn Uta không muốn mọi người đánh nhau nên đã yêu cầu tất cả dừng lại. Người đẹp nói sẽ tha thứ cho đám hải tặc Texiu, vì chúng cũng đến đây để nghe nhạc. Không ngờ đám Texiu đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm. Uta biết không thể khuyên bảo được đám đầu đất này nên đã cất tiếng hát. Không gian xung quanh lập tức biến thành thế giới âm nhạc. Uta cũng khoác trên mình bộ trang phục siêu đẹp siêu dễ thương, vừa hát người đẹp vừa dùng các cung nhạc phủ kín đám trẻ trâu. Sau đó là trái chúng trên cung nhạc khổng lồ. Khán giả nhìn thấy idol của mình vừa hát hay, vừa đẹp gái, lại rất mạnh nên đã hết mình hô vang. Đến đây Uta thông báo cho mọi người một tin vui, đó là buổi biểu diễn này sẽ diễn ra mãi mãi. Nghe vậy mọi người đã rất vui mừng. Uta cũng cảnh báo chính quyền thế giới và hải quân không được phép phá đám buổi biểu diễn của mình. Như thế các khán giả của cô mới có thể tận hưởng niềm vui và hạnh phúc được. Người đẹp tiếp tục tuyên bố mình sẽ tạo ra một kỷ nguyên mới bằng giọng hát của cô. Bên này, Ngũ Lão Tinh là 5 người quyền lực nhất của chính quyền thế giới đã biết được lời tuyên bố của Uta qua TV. Họ cho rằng nên loại bỏ cuộc cách mạng của Uta trước khi quá muộn, bởi vì Ngũ Lão Tinh không muốn địa vị của mình bị lung lay. Thế nhưng, có một điều Ngũ Lão Tinh lo lắng là tại Elegia đang phong ấn ma vương Top Musica, nếu làm nó thức tỉnh thì họ không thể hạ nó được. Còn tại trụ sở hải quân, Akainu đang ra lệnh cho 30 tàu chiến đến bắt Uta, hai đô đốc hàng đầu Kizaru cùng Fujitoza cũng tham gia chiến dịch này. Còn tại Elegia, Uta đang dùng năng lực của mình biến ra thức ăn cho tất cả khán giả. Tiếp đó, người đẹp tiếng đến chỗ thằng bạn chí cốt để hỏi về chiếc mũ. Luffy tưởng Uta lại dụ dỗ mình nên kêu cô dừng lại. Thấy thế Uta liền thách Luffy thi đấu, vì cô đã thắng thanh niên não cao su 183 lần. Nghe vậy Luffy giận dữ hét lên rằng anh mới là người thắng 183 lần. Thế là Uta liền biến ra một khán đài thi đấu, người nào ăn xong món gà nhanh nhất sẽ chiến thắng, còn kẻ thua cuộc sẽ bị con bò tót hỏi thăm sức khỏe. Rất nhanh cả hai đã lao vào ăn ngấu nghiến. Tuy nhiên Luffy đã bị Uta ao trình, thanh niên cao su nhanh chóng bị con bò hút văng xuống biển. Thấy thằng bạn chí cốt không thể bơi được nên Uta đã dùng các nốt nhạc đưa bạn lên bờ. Uta liền hỏi Luffy rằng Shanks đang ở đâu, tất cả Luffy chỉ biết cái nhịp. Vậy Uta hỏi tại sao Luffy lại mang mũ rơm, Luffy liền đáp Shanks đã cho mình chiếc mũ này. Đến đây Nami hỏi cả hai sao lại quen nhau, thuyền trưởng đáp rằng Shanks đã đưa Uta đến làng mình vào lúc nhỏ, khi đó Uta là cô bé mộng mơ luôn nhìn về nơi xa xăm. Còn Luffy là cậu bé háo thắng liên tục dụ Uta solo, thế nên cả hai đã chơi trò ăn gà, kết quả là Luffy ăn chậm hơn nên bị cậu và Hook bay đi. Tiếp đó Luffy dụ Uta solo ra su, vì trẻ con không nên đánh nhau nên Shanks đã ngăn cản cả hai lại. Uta cảm thấy Shanks rất yêu mình nên đã ôm chặt chân Shanks, còn Luffy thì không chịu thua nên ôm luôn cái cẳng còn lại của Shanks. Đến đây Luffy hỏi Uta tại sao lại gọi Shanks là ông già, Uta liền đáp đơn giản vì Shanks là một ông bố tốt, lại vừa là một thuyền trưởng vĩ đại. Nói xong câu Uta đã nổi hứng ca hát, khi cô bé Uta vừa cất lời thì đến cả cậu vàng cũng say đắm, còn mọi người xung quanh như chìm vào trong khúc ca từ thiên đường, giọng hát của Uta như đưa Luffy vào cuộc phiêu lưu của mình. Không biết bao lâu sau, Luffy đã giật mình tỉnh giấc. Tất cả mọi người cũng ngủ lúc nào không hay, thấy thế Luffy liền chạy đến gọi Uta dậy. Trở về hiện tại thì Luffy hỏi tại sao Uta lại biến mất. Thì ra một tháng sau cuộc thi đấu, băng của Shanks tiếp tục trở về làng cối xoay gió của Luffy nghỉ ngơi. Luffy bé nhỏ đứng đợi các thuyền viên đi xuống nhưng lại không thấy Uta đâu cả. Cậu nghĩ Uta trốn mình nên đã la hét khản cổ. Mãi lát sau,
Chanh mới tiến đến nói với Luffy rằng Uta đã rời thuyền để trở thành ca sĩ rồi. Nghe vậy, Uta của hiện tại đã nở nụ cười thâm thúy. Còn Luffy thì hỏi tại sao Uta không muốn trở thành hải tặc nữa. Uta đáp rằng mình đã thay đổi quyết định. Người đẹp tiếp tục hỏi thăm thằng bạn chí cốt của mình đang làm gì. Não cao su đơn giản đáp rằng mình đang làm hải tặc và sẽ trở thành vua hải tặc trong tương lai. Nghe vậy Uta đã thay đổi sắc mặt. Cô muốn Luffy cùng mọi người ở lại đây để vui chơi mãi mãi. Còn Luffy chỉ nghĩ Uta nói đùa nên đã xuống tàu đi ngủ. Nami nói Uta quá vui tính luôn thì bị Uta đẩy lên cung nhạc. Uta hỏi khán giả của mình nên làm gì với hải tặc. Thế là khắp các khán đài hô vang tên Uta. Được sự ủng hộ từ khán giả nên Uta quyết định bắt hết hải tặc ở đây lại. Cô nàng bắt đầu lên nhạc và nhảy múa. Khi Uta cất tiếng hát thì các thành viên còn lại của băng mũ rơm đều bị một vòng cung nhạc tóm gọn. Còn Luffy thì bị ánh sáng biến thành sợi dây trói chặt. Tiếp đó, các thành viên trong băng mũ rơm đã xếp thành một giai điệu. Còn Luffy thì bị đưa lên khán đài giảng đạo lý. Không biết Uta ăn cái quần què gì mà đánh cho băng mũ rơm không có sức chống trả. Sau đó Uta hỏi các khán giả nghĩ gì về hải tặc. Đa phần mọi người đều giận dữ vì đã từng là nạn nhân của cướp biển. Rất nhiều người quá khích đã tiến đến chỗ Luffy tạt nước biển. Bất ngờ một vòng bảo hộ đã bao lấy thanh niên cao su. Rất nhanh vòng bảo hộ đã biến mất để lại một cục đá. Đó chính là năng lực dịch chuyển của Lam. Sở dĩ Lam có mặt tại đây là do chú gấu Bebo cũng là thành viên trong băng hải tặc đã xin theo Uta làm nhạc công. Nên Lam phải đi xem thằng đệ mình có ổn hay không. Và quả nhiên sự lo lắng của Lam đã trở thành hiện thực. Điều quan trọng bây giờ với cả đám là phải tìm ra được bí ẩn năng lực của Uta để đối phó. Đúng lúc này Uta cũng đổi đến nơi. Cô nàng xinh đẹp còn gọi thêm tất cả khán giả truy bắt nhóm hải tặc. Thế là team hải tặc đành phải bỏ đôi dép ở lại để chạy thoát thân. Khi chạy vào trung tâm thành phố thì người đàn ông lo lắng lúc đầu đã chỉ cả đám nơi ẩn nấp. Ông giới thiệu mình là Gordon và cũng là vua của vương quốc Elegia. Nghe vậy Mao Gà liền hỏi vương quốc quần què gì mà không hề có người. Gordon không giải thích gì mà nói về Uta. Khi vương quốc bắt đầu trống rỗng thì ông là người đã nuôi lớn Uta. Nhưng vì hòn đảo chỉ có hai người nên Uta rất cô đơn. Vì thế Gordon luôn làm mọi cách để Uta vui vẻ. Ông chăm sóc cho Uta bé bỏng hàng ngày và đã truyền hết sự hiểu biết về âm nhạc của mình. Còn Uta vẫn cảm thấy cô đơn. Cô luôn hát về bạn bè và tình cảm gia đình. Cho đến khi Uta lên 16 tuổi, cô đã nhặt được rất nhiều ốc sên truyền tin trôi dạt vào bờ biển. Đây cũng là công cụ liên lạc trong thế giới One Piece như Internet. Nhờ thế mà giọng hát của Uta đã lan truyền ra ngoài. Rất nhiều người đã được cứu rỗi khi nghe được giọng hát đó. Uta cũng rất hạnh phúc với những lời cảm ơn. Nhưng rồi những người đó đã ra đi mãi mãi vì hải tặc. Người thân của họ đã nói việc đó cho Uta biết. Họ muốn vơi đi nỗi buồn bằng giọng hát của Uta. Kể từ đó Uta ngây thơ có ước muốn thay đổi thế giới bằng giọng hát của mình. Nói đến đây Gordon cầu xin Luffy ngăn chặn kế hoạch của Uta lại. Bất ngờ Bebo đã bị biến nhỏ lại. Đó là do Uta gây nên. Cô đứng trước mặt và hỏi Gordon tại sao lại có hải tặc ở đây. Nghe vậy Luffy hỏi Uta tại sao lại rời khỏi thuyền của Sanji. Bởi vì Luffy biết ước muốn lúc nhỏ của Uta là trở thành ca sĩ của băng tóc đỏ. Nhưng Uta không trả lời câu hỏi này mà tấn công Luffy ngay lập tức. Chiếc mũ rơm cũng vì thế mà bay đến tay Uta. Lam biết cả đám không phải là đối thủ của Uta nên đã dịch chuyển tất cả đi nơi khác. Còn Gordon muốn ngăn Uta lại nên đã bị Uta trói vào cung nhạc. Cô nàng lấy một bài nhạc cổ xưa ra và nói chẳng phải Gordon cũng muốn thay đổi thế giới hay sao. Đến đây Gordon đã rất sợ hãi vì đó là bản nhạc của Todd Musica mà ông đã giấu rất kỹ. Một lát sau, Luffy đã đến bãi biển nhưng không thấy con tàu Sunny của mình đâu cả. Mãi sau đó, một con chồn bò lên và nói mình chính là Sunny. Điều này khiến Luffy há mồm vì con tàu siêu to khổng lồ của mình đã biến thành một con chồn bông. Đúng lúc này, hạm đội hải quân đã đến Elegia. Không ngờ toàn bộ khán giả nơi đây đã ngủ say, trong đó có cả băng mũ rơm. Nhanh chóng Uta cũng xuất hiện, cô nói với phó đô đốc Momo rằng tất cả chỉ đang hôn mê, nhưng họ sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Kể cả cô có bị giết thì điều đó vẫn tiếp diễn. Fujitoza cũng lập tức xuất hiện, ông đã biết rõ năng lực trái ác quỷ của Uta nên khuyên cô dừng lại. Uta nói nếu vậy thì hải quân nên rút lui, bởi vì Uta cũng đã xác định sẽ chết. Cô nàng cầm một cây nấm trên tay và nhai ngấu nghiến. Thông qua mùi vị, Fujitoza biết rằng đó là nấm tỉnh táo. Người ăn nấm này sẽ không thể ngủ và chết đi vì kiệt sức. Nghe vậy Momo liền tính động thủ vì biết kế hoạch của Uta. Tuy nhiên Uta chỉ hững hờ đáp rằng linh hồn là thứ quan trọng nhất, nên cô muốn tất cả mọi người sống vĩnh hằng trong thế giới của mình. Rất nhanh, cơ thể của Kobe cùng đàn em đã lao đến bảo vệ Uta. Người đẹp còn điều khiển thân xác của những người khác tấn công hải quân. Tất cả hải quân phải đeo thiết bị chống âm thanh nếu không sẽ bị Uta bắt đi linh hồn. Còn Kobe thật sự cùng đàn em đang dẫn thêm Bruno đến giải cứu những người bị trói trên cung nhạc. Chỉ cần hát đúng giai điệu thì họ sẽ được cởi trói. Bebo bị biến về dạng gấu bông cũng làm điều tương tự với Gordon. Một lát sau, Bruno đưa Kobe đến chỗ Luffy. Kobe giải thích rằng họ đang ở trong một thế giới khác dưới dạng linh hồn, còn cơ thể thật đang ở thế giới hiện thực. Chính năng lực trái ác quỷ của Uta đã làm điều này. Mọi người sẽ thoát ra khỏi đây nếu Uta ngủ. Nhưng rất tiếc Kobe đã nhận được tin Uta đã ăn nấm tỉnh táo trước khi biểu diễn. Khi Uta chết đi thì mọi người sẽ bị mắc kẹt ở đây vĩnh viễn. Cho nên tất cả mọi người cần hợp sức để tìm cách thoát ra khỏi đây.
Các thành viên còn lại trong băng mũ rơm do Robin dẫn đầu cũng đang tìm kiếm tư liệu cổ tại bảo tàng Eligia. Lúc này Lucy cũng đang báo cáo tình hình cho Ngũ Lão Tinh. Buổi biểu diễn của Uta đã kéo dài được 6 tiếng. Chỉ cần một tiếng nữa thôi thì sẽ có đến 70% dân số thế giới bị cướp mất linh hồn. Nghe vậy Ngũ Lão Tinh liền ra lệnh cho các đứa đệ phải bắt Uta sớm nhất. Và dường như năm ông già này cũng rất mạnh nên không hề lo sợ tiếng hát của Uta ảnh hưởng đến mình. Còn tại thế giới linh hồn thì Thiên Long Nhân Chatlot đã xuất hiện và muốn bắt Uta làm nô lệ cho mình. Thế là Chatlot bị Uta thông não rằng hắn chỉ là một tên sâu mọt ức hiếp đồng loại. Vì bị Uta sỉ nhục nên Chatlot sai đàn em tấn công Uta. Tất nhiên hai tên đàn em không thể làm gì được Uta, nên Chatlot đã ra tay bắn hạ cả hai. Uta thấy thế liền cứu hai người bị thương, nhưng đám hải quân không quan tâm đến hành động của Chatlot mà tiến đến bắt Uta. Điều này làm Uta rất sốc vì trước giờ cô luôn nghĩ hải quân là chính nghĩa. Thế nên Uta đã tống khứ cả đám lên cung nhạc. Đúng lúc này Kobe xuất hiện. Khi thấy Kobe, cả khán đài đã nổ tung vì anh chính là anh hùng hải quân đã cứu giúp rất nhiều người. Kobe giải thích cho tất cả khán giả về kế hoạch thực sự của Uta và khuyên Uta nên dừng lại. Nghe vậy, rất nhiều người đã mắng Uta, họ muốn được về nhà bên gia đình chứ không phải vui chơi mãi ở đây. Điều này khiến Uta khó hiểu, vì cô chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi người sẽ được hạnh phúc nếu được vui chơi và không lo về đám cướp biển. Rất nhiều người không hiểu được ý tốt của Uta đã la mắng cô thậm tệ, bởi vì cuộc sống có nhiều thứ cần phải lo toang chứ không thể chơi mãi được. Nghe được những lời này, Uta nghĩ tất cả mọi người đã quá lo lắng, thế nên cô đã biến tất cả khán giả thành thú bông. May mắn Kobe đã trốn thoát nhờ năng lực của Bruno, tuy nhiên Bruno quay tay quá sức đã khiến cơ thể nhỏ lại. Sau đó các thành viên khác cũng đến chỗ tập trung, Robin thông báo cho mọi người biết cách duy nhất để ngăn Uta lại chính là top Musica. Đó là bản nhạc để đánh thức Ma Vương, khi Ma Vương thức tỉnh sẽ kết nối hai thế giới lại với nhau, nên chỉ cần đánh bại Ma Vương thì thế giới linh hồn sẽ biến mất và họ sẽ quay lại thế giới thực. Nhưng để làm được điều này thì phải có người ngăn Uta ở thế giới thực lại. Đúng lúc này Bebo đã kéo Gordon đến chỗ mọi người, ông nói Shanh sẽ ngăn Uta ở thế giới thực. Nghe vậy lúc vì hỏi Gordon đã có chuyện gì giữa Shanh cùng Uta, rất tiếc là Gordon không trả lời. Thế nên não cao su quyết định đi tìm Uta hỏi cho lẹ. Rất nhanh, Luffy đã tìm thấy Uta, tuy nhiên, trong thế giới này thì Luffy không hề có cửa, não cao su liền bị Uta khống chế, cô nàng xinh đẹp còn lạnh lùng xé tan cái mũ rơm của Shanh tặng cho Luffy, điều này khiến Luffy giận tím người và hỏi Uta không còn yêu quý Shanh hay sao. Nghe đến Shanh đã làm Uta phát điên và nói tất cả là tại Shanh, cô xem Shanh như là cha của mình, nhưng tất cả chỉ là giả dối. Thì ra lúc nhỏ Shanh đã đưa Uta đến Elegia, Uta bé nhỏ với giọng hát của mình đã nhanh chóng nổi tiếng. Thấy Uta được rất nhiều người yêu quý và có thể phát triển ở đây, nên Shanh muốn Uta bé nhỏ ở lại Elegia. Không ngờ Uta đã rơi nước mắt, cô gái bé nhỏ chỉ muốn bên cạnh ông bố Shanh và băng tóc đỏ mà thôi. Thế là Shanh liền vỗ về Uta và nói cả nhóm sẽ rời đi cùng nhau. Tuy nhiên vào tối hôm đó, Uta tỉnh dậy thì thành phố đã bị tàn phá. Chỉ còn mỗi Gordon cho Uta biết rằng băng tóc đỏ của Shanh đã giết tất cả mọi người và đã bỏ đi khi vơ vét xong tất cả tài sản. Uta không tin điều này nên đã chạy đến bên tàu. Cô nàng nhỏ bé khóc hết nước mắt, không ngờ rằng ông bố lại bỏ mình lại bơ vơ và lòng căm hận cướp biển cũng như Shanh của Uta đã lớn lên từ đó. Nghe đến đây, Luffy khẳng định Shanh không bao giờ làm điều như vậy. Và ông ấy sẽ đến đây ngay lập tức để cứu Uta vì những điều cô đang làm. Uta cho rằng Shanh đã bỏ rơi mình nên sẽ không bao giờ đến. Còn tại thế giới thực thì Uta đang cầm con dao và ngồi trước Luffy. Người đẹp muốn kết liễu thân xác để thằng bạn chí cốt có thể an tâm ở thế giới linh hồn vĩnh viễn. Không ngờ khi Uta ra tay Shanh đã xuất hiện cản cô lại. Sau lưng là các ông chú đầu gấu năm xưa, thấy Shanh trước mắt đã làm Uta bật khóc. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng và sai 500.000 anh em bắt Shanh lại. Luffy nhìn thấy biểu hiện lạ của Uta cũng nhận ra Shanh đã đến. 500 anh em của Luffy cũng lao đến tấn công Uta. Rất tiếc họ chỉ làm ngứa được người đẹp. Tại thế giới thực thì những người bị điều khiển đã tấn công băng tóc đỏ. Tuy nhiên họ chỉ là người vô tội nên băng tóc đỏ không hề chống trả. Bất ngờ người đàn ông đánh Shanh lại bị trúng đạn từ hải quân. Cô nàng xinh đẹp liền khóc hết nước mắt khi chứng kiến một người xa lạ chết trước mắt mình. Còn cơn mưa đạn cứ thế lao về phía của Uta, thì ra Akainu đã nhận được lệnh giết Uta bằng mọi giá từ Ngũ Lão Tinh, thế nên hải quân mới lạnh lùng bắn luôn người vô tội. Tiếp đó Đô Đốc Kizaru công kích ánh sáng về hòn đảo Shanh đang đứng, hắn ta không ngờ Shanh đã nổi nóng bay lên đáp trả. Kizaru lập tức bỏ chạy đến nơi khác nhưng Shanh cũng nhanh chóng xuất hiện kết kiếm lên cổ, thấy thế Kizaru xin Shanh bỏ qua và hứa giãn ngoan. Tuy nhiên Fujitoza không đồng ý rời đi và nói đây là trách nhiệm của hải quân, còn Uta lúc này đã chứng kiến được sự ác độc từ hải quân không thua kém gì hải tặc. Cho nên Uta quyết định dùng top Musica để quét sạch tất cả những gì cô cho là xấu xa. Rất nhanh người đẹp đã lấy bản nhạc bị nguyền rủa ra, Uta bắt đầu cất tiếng hát làm cho nguồn hắc khí màu đen phun trào mạnh mẽ ở cả hai thế giới. Càng hát, Uta càng rơi vào điên loạn, Ma Vương vì thế cũng đã tái sinh. Shanh lập tức lao đến tấn công Quỷ Vương nhưng nó đã dễ dàng đánh tứ hoàng mạnh nhất bay đi, nó tiếp tục bắn ra các tia sét đỏ phá hủy toàn bộ hạm đội hải quân. Tại thế giới linh hồn thì 500 anh em hải tặc cũng hợp sức tấn công Quỷ Vương.
Tuy nhiên chỉ Uta thôi thì cả đám còn không phải đối thủ, huống chi là Ma Vương hùng mạnh, thế nên cả đám hợp lực giữ chân Ma Vương để Luffy có cơ hội tiếp cận Uta. Rất tiếc Luffy đã bị cô bạn Chí Cốt bắn cho sấp mặt. Tiếp đó Uta lạnh lùng biến ra một cây phóng lợn ném về phía Luffy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô đòn đã lao đến đỡ phóng lợn cho Luffy, bởi vì ông không muốn Uta tiếp tục làm điều sai trái, nhưng Uta lạnh lùng đáp cô sẽ tiêu diệt hết hải tặc. Đến đây cô đòn kể cho Uta kẻ tàn phá Elegia 12 năm trước không phải là băng tóc đỏ, mà đó chính là Ma Vương Todd Musica. Khi ấy Uta hát quá hay đã khiến Ma Vương thức tỉnh, nó đã dùng chút phép thuật còn lại để đưa bản nhạc Todd Musica đến trước mặt Uta. Vì không biết gì nên cô đã hát bản nhạc ấy, nhờ thế mà Ma Vương đã được giải khai phong ấn, nó chiếm lấy cơ thể Uta và tàn sát tất cả người dân trên đảo. Cô đòn vô cùng đau lòng khi chứng kiến người dân của mình ra đi, ông năng nỉ Uta tỉnh lại trong sự bất lực. Chỉ có băng tóc đỏ là đủ sức giao thủ với Ma Vương, và may mắn là Uta còn quá bé nên đã kiệt sức đến bất tỉnh. Ma Vương không còn cơ thể ký sinh nên đã biến mất, rất tiếc vương quốc đã bị thiêu rụi, đúng lúc đó hải quân cũng đã đến. Thế nên Shanks yêu cầu Gordon giữ bí mật chuyện vừa xảy ra và nói băng tóc đỏ đã cướp bóc Elegia. Kèm theo Shanks muốn Gordon nuôi nấng Uta trở thành ca sĩ giỏi nhất thế giới, vì đó là ước mơ của cô con gái bé bỏng. Sau đó băng tóc đỏ đã rời đi với tiếng xấu. Tuy nhiên họ vẫn vui mừng vì biết Uta sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nghe hết câu chuyện, Luffy vui mừng chạy đến chỗ Uta, không ngờ Uta lại vào sấp mặt thằng bạn Chí Cốt. Tuy nhiên Luffy không hề giận, anh thấy Uta vẫn giữ bức hình anh đã vẽ cho cô lúc còn nhỏ. Cậu bé Luffy vẽ hình chiếc mũ rơm nhưng lại giống cái nấm hơn. Luffy nói đó là biểu tượng cho thời đại mới. Đến đây Luffy đã chụp lấy tay Uta và khuyên cô nên dừng lại, bởi vì việc cô đang làm là hủy hoại thế giới chứ không phải tạo ra thời đại mới gì cả. Nghe vậy Uta đã rơi nước mắt, nhưng Ma Vương đã chi phối Uta tấn công mọi người. Ở ngoài thế giới thực thì Uta cũng điều khiển tất cả người dân tấn công hải quân. Kizaru bị ăn một đấm đã đổ sát luôn dân thường. Thấy thế Ben đã triệu súng ngăn Kizaru lại. Kizaru hỏi tại sao hải quân giết người mà hải tặc lại ngăn lại. Ben đáp rằng băng tóc đỏ không muốn Uta gánh thêm tội nữa. Lúc này Shanks cũng nhận ra Uta đã ăn nấm thức tỉnh, nên phải đánh bại Ma Vương thật sự thì mới có thể ngăn kết nối Ma Vương với Uta. Còn tâm trí của Uta thật sự đang bị chìm đắm trong sự đen tối của Ma Vương. Uta cũng thú nhận rằng năm ngoái cô đã nhặt được ốc sên truyền tin ghi lại sự kiện ngày Elegia bị hủy diệt. Đó là do giọng hát của cô đã làm Ma Vương thức tỉnh, nhưng vẫn còn nhiều người trên thế giới muốn nghe giọng hát của cô. Chẳng hạn như cô bé này ước có thể nghe Uta hát mãi mãi. Vì còn rất nhiều người như vậy nên Uta đã quyết định tạo ra một thế giới mới. Bên trong thế giới Uta tạo ra, bóng mũ rơm cùng Kobe đang đưa tất cả người dân vào thế giới trong gương của em gái có sẹo. Các hải tặc còn lại cũng liên thủ tấn công Quỷ Vương. Luffy cũng biến sang dạo ke 4 để chơi khô máu. Bên ngoài thế giới thực thì Shanks cũng làm điều tương tự với Ma Vương. Nhưng tất cả các đòn công kích chỉ gãi ngứa được cho chuyện ấy. Đến đây tất cả mọi người nhận ra phải hợp kích tấn công một lúc ở cả hai thế giới thì mới có cơ hội. May mắn là Usopp lại có thể thần giao cách cảm với ông bố của mình bên ngoài thế giới thực. Anh có thể nhìn thấy những thứ bố mình thấy nên yêu cầu tất cả mọi người tấn công chân phải của Ma Vương trước. Bố của Usopp bên ngoài cũng yêu cầu băng tóc đỏ làm điều tương tự. Rất nhanh mọi người đã thành công phá nát chân phải của Ma Vương. Tiếp đó là tay trái, chân trái và tay phải. Ma Vương nhanh chóng rơi vào thế vỡ alo. Tiếp đó Shanks dồn lực tung ra chiêu cuối. Luffy cũng bật ulti lên và lao đến Quỷ Vương. Trong thoáng chốc anh đã nhìn thấy hình bóng thơ ấu của cô bạn Chí Cốt Uta. Còn Shanks nhớ lại bóng dáng yêu dấu của cô con gái bé nhỏ. Thì ra băng tóc đỏ đã nhặt được một hòm kho báu trên biển. Không ngờ khi mở ra thì lại thấy một cô bé có đầu tóc hai màu. Đến đây Shanks cùng Luffy đã tiến đến sát Ma Vương. Hai người tuy không hẹn nhưng lại ra đòn cùng một lúc, dính phải cú đánh phẫn nộ của hai người đàn ông giận dữ. Ma Vương đã vỡ mồm thật sự và tan biến. Lúc này Uta cũng đã kiệt sức trong vòng tay Shanks. Cô hỏi tại sao bố lại đến cứu mình. Shanks đáp đơn giản với anh không thể bỏ mặt con gái. Shanks yêu cầu Uta uống thuốc giải và chỉ cần ngủ đi một giấc sẽ khỏe lại. Nhưng Uta đã hất thuốc giải đi. Cô không thể ngủ được vì những người trong thế giới linh hồn sẽ mắc kẹt mãi mãi, nên Uta phải tiếp tục cất tiếng hát để đưa mọi người trở lại. Shanks biết hát tiếp thì cô con gái sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên anh không thể cản con gái làm điều đúng đắn. Rất nhanh Uta đã dùng chút sức tàn của mình để cất tiếng hát. Mọi người trong thế giới linh hồn nghe được âm thanh hay nhất thế gian đã tìm được cánh cửa quay trở về. Khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Uta gục ngã trong vòng tay của bố. Cô xin lỗi vì đã không tin tưởng Shanks. Còn Shanks thì không bao giờ trách móc cô con gái bé nhỏ của mình. Đúng lúc này Kizaru cùng Fujitoza cầm đầu đám hải quân đến bắt Shanks giao nộp Uta. Uta biết mình sắp chết nên nói Shanks hãy giao cô. Chưa nói dứt câu thì Shanks nói Uta là con gái băng tóc đỏ, nên nếu muốn bắt con gái anh thì chết hết đi. Shanks phát ra Haki Bá Vương khiến tim hải quân teo trứng cút. Biết mình vừa chơi ngu nên Kizaru ra lệnh cho toàn bộ hải quân rời đi. Còn Uta thì ngủ thiếp đi trong vòng tay của ông bố thân yêu. Một lát sau tất cả mọi người đã tỉnh lại. Băng mũ rơm nhận ra mình đã ở trên tàu. Còn Luffy thì bàng hoàng nhìn về tàu của Shanks. Băng tóc đỏ đã buồn bã đứng trước một cỗ quan tài. Thật sự hy vọng Uta không chết. Kết thúc phim ở đây nhé mọi người.